Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một món ăn mới nữa, đó là lẩu châu tươi gâu nha các bạn. Địa chỉ thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn xem. Đây là miếng thịt châu đây. Quá đỏ luôn. Người em bồ mình đang lặt gao. Thấy gạo xanh không các bạn? Lẩu châu thì mình ăn có rau ngổ, rau má với lại lá mồng tơi. Cảm ơn. Thả vào. Hiện tại nước đang sôi nè các bạn. Bỏ vô 2 miếng nữa nào. Lẩu châu thì có hột vịt với lại mì. Nhìn miếng thịt châu đỏ tươi. Sôi quá trời sôi nè các bạn. Tự nhiên tôi cầm máy nên nói chuyện lên giống khùng quá. Chín này. Nè các bạn, thịt chín này nè các bạn. Bỏ vô là chín liền luôn. Rồi chín này. Trời ơi. Đây là nước chấm mình ăn lẩu châu nha. Này kêu nước chấm gì? Mắm xả hả? À, mắm cơm mẻ có xả nữa. Để giờ mình thưởng thức miếng thịt châu nha các bạn. Quá ngon. Xẻ cũng không điện. Lẩu châu thì mình ăn với mì nha các bạn. Mất cái mà cấy vậy thì ôi thôi rồi luôn. Nóng quá. Ừ.
mà em thấy cái lẩu là gì vậy? Đem thịt nữa bà. Xung quanh quán rồi các bạn. Xuất rồi đó. Các bạn hết sảy bà bảy luôn.
sự mình đang đập đồ. Không có tiền đi ăn lẩu mà còn đập đồ. Tim kém nè. Thật còn rất nhiều đó nhớ bạn. Ít. Cứ review đồ ăn chỗ này với rồi chắc thành heo luôn. Lúc làm nếp giặt đồ. Chủ tịch giả vờ giặt tảo rồi cái chết. Trước và sau khi chết hơn. Khung cảnh quán đây cây cối rất nhiều, rất là mát nha các bạn. Buổi chiều mà ăn ở đây là mát lắm. Có đồ, chỗ đỗ xe. Nhưng mà xe lớn thì không vô đây được. Còn quá cho nhiều thịt luôn rồi. Ăn không nổi luôn. Hiện tại là chinh phục hết thịt trâu nha các bạn. Giờ sẽ chuyển qua hấp nước. Ngồi trâu nó máu không? Nước trâu ra rất là ngon. Quà anh đói ăn quá. Thôi qua đây mình tới đây xin kết thúc nha các bạn. Chào và hẹn các bạn gặp lại ở clip sau nhé. Bye các bạn.